Thưa quý vị khán giả, thời gian qua, ba chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tỉnh Quảng Trị đặc biệt quan tâm. Trong đó, việc thực hiện các chương trình như hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số về nhà ở đã thực hiện đúng đối tượng, làm thay đổi căn bản đời sống của người dân nơi đây. Tuy nhiên, tại huyện Đắk Ca Rông, những khó khăn vướng mắc chưa được giải quyết đã khiến cho việc hỗ trợ nhà ở cho đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn còn chậm và chưa đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra. Vì vậy, việc tiếp tục thảo gỡ vướng mắc liên quan đến vấn đề nhà ở là yêu cầu cấp thiết đặt ra thời gian tới. Nằm dưới chân ngọn đồi là nhà của bà Hồ Thị Bun ở thôn Sa Vi, xã Hướng Hiệp, huyện Đắk Ca Rông. Năm 2005, bà Bun được hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo từ chương trình 134, nhưng đến nay đã xuống cấp và được tháo gỡ. Nhà cửa siêu vẹo, lúc nắng thì nóng, mưa thì dột nát. Nhưng để xây được một căn nhà mới là điều bà không dám nghĩ tới. Dù biết mình nằm trong đối tượng được hỗ trợ nhà ở trong chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719, nhưng bà Bun vẫn rất băn khoăn, bởi theo quy định, hộ gia đình được thụ hưởng phải xây dựng nhà được 30% công trình mới phân bổ tiền hỗ trợ. Cái nhà cậu bữa trưa cũng nay mà lâu năm thì hư. Hư rồi mấy con đang còn dài, hắn không biết làm nhà. Ông mất lâu rồi, ai làm nhà? Tình chặt mẹ có biết mua làm nhà, vài giờ nữa cái sơ. Sợ không nuôi trả. Làm chi có tiền mà trả. Mẹ mong muốn ưng cái nhà. Để gió mưa chi cũng có nhà ở rồi. Chờ này ở đi ơi. Lúc trời mưa nè. Lúc gió bão nè. Đời đi chạy đi ở nhà họ. Nhà mô có kinh kinh nè. Nhà mô có giống như nhà ông nào họ chạy nữa. Đi ở bên nào cũng già già mức sợ thì chạy. Cách nhà bà Hồ Thị Bun không xa là nhà anh Hồ Văn Đết, con trai của bà. Nhà anh Đết có tổng cộng 6 nhân khẩu, nhưng vẫn duy trì sống trong căn nhà tranh tre, tạm bợ từ 7 năm nay. Cũng nằm trong đối tượng được thụ hưởng từ chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 như mẹ của anh. Nhưng anh Đết vẫn cương quyết không nằm nhà. Được hỗ trợ 40 triệu đồng từ nhà nước và được vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tối đa 40 triệu đồng, 3 năm không lãi với thời hạn 15 năm. Hỗ trợ ưu đãi là vậy, nhưng khi nghe đến các khoản vay, anh Đết lại không mặn mà. Vay 70 triệu trồng cây, mà trồng cây chết hết thì mình có cái gì mà vốn nữa. Vừa cây chết hết, vừa mình cũng làm nhà, không dám vay nữa chứ, không dám vay nữa. Mình nợ quá rồi, mình không, lại mình không nổi trả rồi, mình còn vay nữa, vay làm gì nữa. Mình làm rầy có đủ ăn không? Đi thuê không đủ ăn. Trả lại trả đồ nữa. Toàn xã Hướng Hiệp, huyện Đắk Ca Rông có 1.385 hộ trên 681 hộ nghèo, chiếm gần 50%. Địa hình đồi núi, đất bạc màu và hầu như người dân của xã đều phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Chính vì thế, khi có thiên tai, dịch bệnh, người dân lại gặp rất nhiều khó khăn. Là địa phương có số nhà dột nát tạm bợ khá cao với tổng số 346 nhà. Phải cố gắng huy động, vận động từ nhiều chương trình dự án, thì từ năm 2020 cho đến nay, địa phương chỉ sửa chữa và xây mới được 42 căn nhà, đạt tỷ lệ 12,14% mục tiêu đặt ra. Trong việc triển khai nhà ở thì gia đình phải ít nhất phải đối ứng, cho nên điều kiện của bà con rất khó khăn, không đủ điều kiện để mà tự làm nhà. Thì trong thời gian tới, ủy ban xã cũng mong muốn các cấp hết sức quan tâm và tạo điều kiện và có những giải pháp linh động để cho hộ nghèo có cái nhà ở ổn định trong mùa bão sắp tới. Việc triển khai hỗ trợ nhà ở là một trong những hạng mục nằm trong quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 28 về tín dụng chính sách. Trong đó, vai trò của Ngân hàng Chính sách
là thực hiện cho đồng bào thiểu số vay các chương trình như hỗ trợ về nhà ở, đất ở và sản xuất. Tuy nhiên, việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách này đang gặp một số khó khăn từ thực tiễn của địa phương, cũng như tâm lý lo ngại khi vay vốn của bà con. Sau khi có quyết định của ban huyện, thì ngân hàng chính sách huyện đã tuyên truyền và hướng dẫn cho bà con cùng với phối hợp các tổ chức hội đoàn thể chính trị nhận ủy thác, cả tổ vay vốn để hướng dẫn hồ sơ cho bà con tiếp cận làm hồ sơ để vay vốn, và sau đó là chúng tôi giải ngân, và hồ sơ cũng rất đơn giản, chỉ cần là bà con chỉ viết là một cái đơn vay vốn, còn các thủ tục khác hội đoàn thể cùng những ngân hàng là đã hướng dẫn và làm cho bà con tiếp cận sớm nhất, không gây khó dễ bà con. Và mặc dù là chính quyền địa phương chưa cấp vốn hỗ trợ ngân sách của nhà nước, nhưng chúng tôi cũng mạnh dạn tham mưu với chính quyền địa phương cùng bà con là thống nhất cam kết thì chúng tôi sẽ phát tiền ngay, kể cả là chưa có cái tiền hỗ trợ của nhà nước. Hiện nay trên địa bàn huyện miền núi Đắk Cờ Rông đang thụ hưởng hai chương trình mục tiêu quốc gia về nhà ở. Theo đó, trung bình một năm dự kiến địa phương được hỗ trợ gần 300 căn nhà. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn vướng mắc làm cho chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo chậm tiến độ. Trong đó, rào cản lớn nhất là cơ chế quản lý cũng như việc bố trí lồng ghép các nguồn vốn. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền vận động để người dân thụ hưởng hiểu được chủ trương chung của nhà nước chỉ mang tính chất hỗ trợ. Mỗi một người dân cần phải nâng cao ý thức, tự vươn lên. Khó khăn ở đây lớn nhất là cái việc mà phải rà soát đi, rà soát lại nhiều lần để làm sao chúng ta lồng ghép được hai nguồn vốn từ nguồn vốn của đề án 197 do Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai huy động xã hội hóa, và cái nguồn ngân sách từ nhà nước hỗ trợ. Chủ trương chung của nhà nước là chỉ mang tính chất hỗ trợ để giúp cho người dân có được cái cơ ngơi, tài sản, nhà cửa khang trang để chống chọi lại cái điều kiện khắc nghiệt thời tiết ở cái địa bàn miền núi. Nhưng mà cái nguồn vốn thì hỗ trợ thì ít, nguồn lực trong dân thì cũng đang còn khó khăn vì đa phần bà con người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Đắk Rông phần lớn là hộ nghèo, cho nên phần nào nó cũng ảnh hưởng đến công tác triển khai. Vào đầu tháng 5 năm 2023 vừa qua, từ chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, Trung ương bố trí vốn cho huyện Đắk Cờ Rông 36,1 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho đối tượng đồng bào thiểu số. Như vậy, nếu tính một căn nhà được hỗ trợ 40 triệu đồng, thì huyện Đắk Cờ Rông sẽ phải hoàn thành 903 căn nhà trong năm nay. Con số này cho thấy áp lực đặt ra đối với địa phương là rất lớn khi phải hoàn thành trong thời gian quá ngắn. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đóng vai trò rất quan trọng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số của cả nước. Tuy nhiên, đây là một chương trình mục tiêu mới được triển khai trên địa bàn rộng, tập trung vào nhóm đối tượng đặc thù là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn có điều kiện tự nhiên khó khăn. Ủy ban nhân huyện đã có cái phiên làm việc với thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cùng các ban của mặt trận, để rồi cũng đề nghị ban mặt trận báo cáo ban chỉ đạo đề án để tháo gỡ cho huyện, thì cũng rất mong là sắp tới thì huyện sẽ nhận được cái sự hỗ trợ từ cái vốn đối ứng để rồi chúng tôi thực hiện giải ngân tốt cái nguồn vốn của Trung ương hỗ trợ trong cái năm 2023. Do cái khối lượng cái công việc cũng rất lớn, cho nên là huyện cũng rất là mong cả cấp các ngành cùng địa phương giúp cho địa phương tháo gỡ những cái khó khăn để rồi là giúp cho chúng tôi hoàn thành tiến độ thực hiện các cái chương trình, các cái đề án, và đặc biệt là giúp cho bà con có được cái nhà ở đảm bảo theo cái yêu cầu phòng chống thiên tai, mưa gió, cũng như là đảm bảo cho cái điều kiện sống cho bà con được tốt hơn. Trong bối cảnh mùa mưa bão sắp đến gần, việc sớm triển khai đề án hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện Đắk Cờ Rông có điều kiện xây mới, sửa chữa nhà ở là rất cấp thiết. Thực hiện có hiệu quả chương trình này sẽ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp người dân yên tâm, an cư để lạc nghiệp. Chuyên mục Mỗi tuần một chuyện tuần này đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.